Rồi chào anh em nha. Hôm nay bên em mới về một cái con xe rù 4 bánh, 6 bánh một cầu, hàng rất là độc nha anh chị nha. Hàng này thì nó khá là hiếm luôn. Nói chung là vài năm đổ về đây thì chắc 1-2 chiếc thôi anh chị ơi. Hàng này rất là hiếm nên là anh chị nào đang quan tâm thì liên hệ và mua máy về để phục vụ công việc nhà mình. Hàng độc lạ hiếm có. Con này đẹp lắm nha anh chị, đẹp xuất sắc. Đó, chị xem cái thùng nè. Đó. Xe mà nó còn đen bóng thế này thì quá là hiểu rồi ha, quá là đẹp luôn. Tại vì con này là sơn rin 100% ha, sơn rin 100%, chưa sơn, chưa bù, chưa tước một chỗ nào luôn đó, mà nó còn đen như thế này anh chị quá là hiểu rồi, rất đẹp. Đó, có bình luôn ha, bình đề đầy đủ. Con này là xài đề ha, chạy sau chạy lớp đôi, lớp 400-8, lớp thì bao cho anh chị như mới. 6 cái lớp là rất là mới, rất là đẹp luôn. Lớp là gai cao không nứt nẻ. Đó. Tì ben rất là bự. Đặc biệt con này thì anh chị biết sao nó hiếm không? Là con này là ben thang lên 3 mét. Từ mặt đất lên là 3 mét thôi. Đó, thang 2 cấp. Thang 2 cấp và có thể khó lại vào ben đổ luôn. Đó là ben vừa ben đổ vừa ben thang lên 3 mét. Rất là đẹp. Hàng rất là hiếm. Con này có hai chân tú ha, hai chân trống. Bên kia một chân, bên này một chân, nhưng mà cái chân này thì hôm bữa em lấy xe về thì quên lấy, nên là ngày mai có cái chân rồi ha, mai có chân rồi em sẽ gắn vô. Có nghĩa là khi em bán cho anh chị là em bao đủ hai chân trống cho anh chị luôn đó, bao hai chân trống luôn. Cái này thì mình xuống chân nè, xuống chân lên chân đó, cái này nè. Còn cái này là bên thang bên đổ đó, còn cái kia là khó bên. Ví dụ anh chị muốn bên đổ là anh chị gạt về hướng đó, muốn bên thang thì gạt về hướng trước. Số là 3 tiếng một lùi, đầu chạy đầu Mitsu G510, công suất 5 ngựa nha anh chị nha. Con này có đề luôn mà đầu rất đẹp, đầu thì rất mới luôn nha anh chị, đầu mới lắm, bô e còn đen bóng luôn hả. Nói chung là con xe này còn đẹp, rất đẹp luôn. Test bên lên bên xuống, ra chân lại cho chú coi. Xe này cực kỳ mới luôn. Khi mà mình đề thì cái chìa khóa đề nằm ngay đó nha anh chị nha. Đó, đề một phát là nổ thôi, bên thôi, bên lên xuống chân ra chân vô được. Xe bao vip. Xuống chân đi. Xuống chân. Đó, chân ha chị. Chân trống bằng thể lực luôn nha anh chị nha. Đó tay nè. Đó tay đẩy ra đẩy vô. Trống hai chân luôn. Khi mà mình lên cao 3 mét á, là mình chống hai chân lên là cái xe nó rất là vững ha. Nó vững cứng ngắc luôn, không có lắc, không có léo gì hết á. Đó. Thì thấy không? Xe cực kỳ chắc. Đậy nắp đi lại. Đậy nắp lại. Đó. Quý bà ông chị. Quá VIP. Xe cực kỳ đẹp luôn nha anh chị, quá đẹp luôn. Con này siêu mới luôn, bánh vỏ là không có cái nào nứt, thùng bọng không có chỗ nào mục đó, xuất sắc. Rồi bên lên lại cái nơi khỏi chạy. Khi mà mình lên cho nó, lên cho nó là mình có cần điều khiển cho nó luôn nha anh chị nha. Đó, khi mà mình lên cho nó là nó có cần bên lên bên xuống cho mình luôn, và có ga cho nó luôn, có chìa khóa tắt máy cho nó luôn. Đó, khi mà mình leo lên nó là mình điều khiển hết cho nó ha, chứ mình không cần phải xuống nữa. Có nghĩa là mình dựng một chỗ là mình leo, mình bên lên là mình hái này nọ rồi mình bên xuống thôi, chứ không có cần một cái người ở đứng ở dưới điều khiển cho mình đâu nha anh chị nha. Đó, đèn đuốc đầy đủ. Đó, đèn này là đèn này rọi là phải khổng lồ mới thấy nha anh chị nha. Đây. Quá xuất sắc. Đây, mấy cái chữ thập này anh chị thấy không? Ốc đồ còn 7 màu luôn. Đen thui thui lùi. Rất đẹp. Không có sơn tút bù mụn chỗ nào nha anh chị. Bao chị rin toàn diện. Rồi ok. Chị nào quan tâm thì alo cho mình em ha. Số điện thoại 0835 5858 79 03 98, số 8745, mở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi mến chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.